đoạn đồ con gái. Cái này là mi giả anh ạ. Tiếp theo em ơi. Tiếp đi. Đây là Confaler Palette. Em biết cái này không? Mày bị làm sao ấy? Đồ mày hay dùng hay sao mà mày hào hứng thế? Tao còn chưa kịp hiểu cái gì. Cái này, cái này là lông mày giả. Lông mi. Lông mi giả. Lông mi giả. Cái này thì đơn giản, mi giả. Ôi trời, easy. Mi thật thì ngồi chưa? Cái này mi giả anh ạ. Cái này đơn giản rồi, mi nhân tạo nhìn cái này. Cái đồ này dễ. Đây là cái này hình như là cái đất này... nặn à? Cái này anh à? Đây chắc chắn đất nặn rồi. Đây anh đây chắc là phấn đánh mắt. Phấn rôm. Palette là cái bảng màu. Cái này là phấn mắt. Mày ngu. Cái này là để lên đây còn gì nữa? Cái này là kẻ mắt à? Má. Phấn má. Concealer à, kem che khuyết điểm. Concealer. Che khuyết điểm. Che khuyết điểm. Che khuyết điểm là nhiều màu này. Anh tưởng đây là cái đánh mắt cơ. Em tưởng đánh mắt. Thế đánh lên má luôn gì nữa? À thế tức là cái này nó thế nó gọi là cái gì? Che khuyết điểm. À, nó che khuyết điểm đây là cover imperfection. Đây quên mất đọc cái này. Che khuyết điểm. Cái này là cái gì? Cái này là gì nhỉ? Len. Đúng không? Hộp đựng len. Chịu, cái này thì chịu luôn, cái này xoay kiểu đồ chơi trẻ em. Ôi, cái này giống đồ chơi. Anh nghĩ là cái này cũng để len. Đây, tôi để bên trong này, hoặc là để gắn bên ngoài ấy, xong rồi thì nó xoay ấy, tôi đỡ buồn. Đây là máy rửa len. Máy rửa len, ôi. Anh mở cái lồng giặt ra, nó như cái máy giặt. Ôi dồi ôi. Đây, cái lồng giặt ra. Đây là cái... Đây là cái len. Cái này là cái len mắt này. Đây là led. Cái này là cái rửa len đúng không? Nhìn cái biết ngay công dụng thì dễ mà cho mắt vào đây không hiểu. Cái này không phải là để hút không? Cái để hút ấy giống cái tôi đeo len vào, xong cái này chọc vào mắt. Hút ra. Đúng rồi. Cái này nó là nhất là len. Nhìn bên ngoài là biết rồi. Cái này là len và cái thứ hai là vệ sinh len. Nào, cái này nó là cái này vệ sinh len nó giống như kiểu một cái buồng giặt đấy các bạn. Đây các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Phụ nữ đúng là một kỳ quan của nhân loại đấy các bạn ạ. Cái này là tóc giả. Tóc giả. Cái này là tóc máy giả. Máy làm sai làm gì có ai làm của máy này. Thế hóa ra là cái tóc che khuyết điểm, tức là kiểu như đâu hói thì che vào. Nhìn giống tóc lông... anh Bảnh lắm, em xin dự đoán đây là cái lông lông. Đằng sau ấy kiểu khá Bảnh ấy. Đây à. Thế là dành cho người phụ nữ hói thì anh nhìn thư anh cũng nghĩ là tóc đó tóc thật hay tóc giả không? Anh không biết, anh không chắc, nói chung là... Anh đã biết rồi, con gái là chuyên gia bán hàng giả. Tất cả những cái này chỉ để mông má cho hàng thật rồi. Bằng gà à? Bằng gà hỏi đúng không? Giấy quỳ. Cái này để lột lông à? Này cái này có dùng lại đấy nhưng nhìn lên trên... Chưa. Chưa dùng à? Mẹ tao nhìn ở trên này tao cảm giác như kiểu có lông ấy. Ôi đúng biết rồi, cái này cái gì rồi? Tẩy lông. Đây là cái wax lông à? Ôi. Mình cứ tưởng là wax lông của con gái sẽ là kem kem bôi mà. Đâu vãi cái gái thằng chó kìa. Cái này là câu à? Không, cái này nó là tẩy lông. Cái wax lông. Wax lông. Cái này em lột chưa? Mày lột rồi xong rồi mày vác cái mày ấy lại đúng không? Rồi mẹ nó phí không? Nghĩ là bọn mình quay cái mới rồi phí nó lấy mẹ cái dùng rồi. Mang ra. Thế thì cũng kỳ công phết nhỉ, có gắp hết lông rồi nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sót lại một em ơi, lông của em chỗ nào mà lại màu bạc? Đây bây giờ như này, tao mày cùng dán vào đây, xong hai thằng lột của nhau. Rồi. Một, hai, ba. Không đau lắm. Không đau. Ôi nhưng mà sạch phết nhỉ? Như có lông của Thư dính lại đây sao? What? Đây là men tiêu hóa. Men tiêu hóa đúng không? Để cho mình cái cúp này, cái cắp này để... Quay thử thai. Ôi. Anh Huy, anh vừa... Cái gì ạ? Quay thử thai. Ôi trời. Anh Huy, anh là có kinh nghiệm hơn rồi, anh phải biết chứ. Mày đọc đi, tiếng anh hơi rốt. Cái này là gì nhỉ? Mình thấy ở trong các phòng y tế và các phòng khám ấy thì... Quay thử thai à? Quay thử thai thế. Thư dùng rồi hả em? Hai vạch đấy. Em nghe đồn ấy là phụ nữ mà họ dùng cái que này mà nó lên hai vạch ấy thì là có tin vui. Đàn ông mà dùng cái này mà lên hai vạch ấy thì là ung thư tinh hoàn. Đây bên ngoài quay thử thai thì là quay thử gì? Thử độ pH. Chắc chắn là thử ung thư tinh hoàn rồi. Bây giờ đọc tiếng Anh cho xem có biết không nhá. One step ovulation test. Ovulation. Thử dụng trứng. Đúng rồi.
test rụng trứng đúng không? Ờ. Tức là đến cái thời điểm rụng trứng thì mình thử xem là nó trứng nó có rụng không cái gì. Đúng rồi, rụng trứng xong rồi để căn thời gian để sinh em bé. Ui, cái này nó không chỉ có một cái này dùng cái ngoáy mũi. Chút mi. Nhìn như cái đinh. Chút mày. Nhìn như cái đinh ba. Gần giống rồi. Vẽ thử đi. Vẽ thử lấy tay ra. Cái này là cái vẽ lông à? Ồ, cái này nó là vẽ lên này để ừ, kiểu đúng anh tưởng cái đấy gọi là mascara. Thế nó gọi là gì? Chút mí, bút dạ. Bút dạ thật. Nhưng mà bút dạ là kiểu bốn ngòi ấy. Vẽ lông mày. Vẽ lông mày. Ủa, à, gãy sợ. Kiểu điêu khắc lông mày anh. À. À, kẻ lông mày. Má. Okay. Kẻ lông mày đúng không? À. Hả? Từ tí. Từ tí tẩy được mà, cái này tẩy nhanh vãi lìn. Kẻ lông mày đừng kẻ lông tao. Bịt lỗ tai. À bịt lỗ tai, bịt lỗ tai à? À đây là đạn. What? Cầm máu mũi. Cái này để thấm nước đúng không? Tampon à? Đúng rồi. Cái này nó là băng vệ sinh. Tampon thì nó biết ngay trời ơi. Nhưng mà thấy bảo dùng cái này hơi hại vì có nhiều trường hợp nhét đút vào nó không rút ra được. What? Chống tiêu chảy. Chống tiêu chảy. À. Chảy ra thì nó sẽ thấm vào đấy. À hoặc là để thông đít. Băng vệ sinh. Ôi, đúng không băng vệ sinh? Đây, ví dụ như cái này. Ví dụ này. Vâng, thông lắm nó sẽ ở trong đấy, còn cái dây sẽ ở bên ngoài. Ôi, eo. Thông lắm cái dây ở ngoài thế. À, đây thì đơn giản, giấy ăn khô. Cái này là cái gì? Cái này là cái giấy à? Cái này như ngâm nước mà nó thành cái giấy lau mặt à? Đấy, đúng không? Giấy ướt lau mặt. Ôi, quá đơn giản. Bứng. Bla 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 bla. Đấy. Ờ, ra cái khăn giấy sơi ơi, hay chưa bạn ơi? Ngại anh ơi. Ủa, mặt nạ gì? Khăn lau mặt là không mặt nạ. Đấy, trông giống kiểu cái khối ung thư tinh hoàn nó nở lao. Đây móng tay. Không phải, nhưng mà đồ để make up không phải son, không phải son móng tay. Cái gì trên khuôn mặt mà cần trang điểm có màu, tông màu giống như này? Mắt à? Môi. Tai. Mẹ thế còn cái gì nữa? Có cái gì cần trang điểm nó trên mặt, nếu không phải môi, không phải mũi, không phải tai. Trên mặt còn cái gì nữa? Mắt. Không. Trán. Không. Má. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Đấy. Lại thêm một đồ giả dối chứ. Cái này là blusher để bôi lên mặt này. Đánh má hồng. Ồ, má. Đúng rồi. Phần hồng, phần má hồng. Hả? Sao cái má không gì kiểu mặt đang màu giống anh mày trên cam 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 hai bên này chung tổng bỏ mày. Không nhưng mà nó sẽ dịu. Đi em. Thôi anh thử đi. Cái gì? À đây, cái đít bụng này em anh cái đít bụng này anh ạ. Để đi. Để cho bụng em nó đỡ. Nhưng mà cái bịt bụng này thì nó có tác dụng gì? Anh hỏi thật đấy. Hình eo, nó với cả làm cho bụng anh bé lại anh. Nhưng mà mỡ nó chỉ đẩy từ chỗ này ra chỗ khác ấy. Nếu như phụ nữ họ bịt chỗ này vào đúng không? Thì mỡ nó sẽ đẩy lên trên. À, đúng ý. Cái này anh thấy nó không hơi phản khoa học. Phải là tập luyện. Cái này là để chết eo. Cái này để chết eo đúng không? Bó eo. Ui, làm ở Ý luôn này. Made in Italy. Ghê. Được sản xuất tại nhà máy Ducati. Ờ. À, cái này là nịt. Cái này là cái nịt bụng này. Trong phim mấy phim anh ngày xưa là anh có kiểu quý tộc ngày xưa. Đúng rồi, là phải nịt bụng. Buộc vào. Này anh buộc vào chắc là lòi mẹ. Gì? Mẹ như con cá. Đây, đúng không? Ủa. Ủ móng tay. À, em nghĩ nó là cái bánh. Bánh tam giác á. Cái này là cái mỏ vịt đấy. À, đây. Đúng rồi. Kẹp này á? Nó cũng hợp lý rồi. Nhưng mà kẹp này để làm cái gì? Hình như cái này là lông mi trong suốt à? Lông mi này còn trong suốt là cái gì hả anh? Cái này trông hơi giống cái kích mi nhỉ? Kích mi? Kích à. Kích mi please. Kích mi. Đây, tức là kiểu một mí dán. À, giống kiểu cái gì à? Tom Jerry đúng không? Có cái tập mà con tôm ấy nó. Đây. Hai mắt của nó lên. Đây, dán mắt to ra. Kích mí là cái để dán lên đây đúng không? Để cho nó thành hai. Dán kiểu gì? À, cho mắt mày thôi chứ mắt tao chắc không cần. À, không, đừng chạm mắt anh. Không. Dán này vào anh sẽ thành hai mí. Ôi rồi, à thế là lo anh hai mí, hiểu, ok, cảm ơn em. Cái này máy là máy rửa mặt. Máy dặm phấn à? Không. Máy massage mặt à? Không. Máy rửa mặt đây. Không, đây là máy đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ, đắp cho máy lên mặt á? Không, máy này sử dụng để đắp mặt nạ. Thế nó mới lạ chứ.
Ở đây có lỗ không? À cái này là mày hút mụn đầu đen này em. Oh shit, nó sáng em ơi. À, khử trùng tiêu UV đấy. Giống mấy cái làm sạch điện thoại mà cho vào xong rồi là khử tiêu UV mà thực ra là nó chỉ cho mấy cái sáng sáng mà thôi đúng cái không? Cái đèn như thế này mà khử được tiêu UV em, mày bị lấn à? Tức là sẽ cứ để cái máy nó tự chạy khắp mặt mình. Thế thì khác gì sữa rửa mặt? Thấy mấy ông mà làm kiểu mỹ phẩm với cả kiểu 7 triệu cái máy này ấy. Thì đã bảo là mấy ông mà hay làm mỹ phẩm với các thứ ấy, mỗi khi mà ông ấy nghèo ông ấy sẽ nghĩ ra một cái phương pháp gì đấy để làm ra mặt bạn đẹp hơn.